Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn đang là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng bởi những phát ngôn gây tranh cãi chỉ trong vòng hơn một tuần sau đăng quang. Không chỉ Việt Nam, tin tức về vụ ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi hiện được truyền thông Hàn Quốc rất quan tâm. Nhiều trang thông tin của xứ Kim Chi những ngày gần đây đăng tải nhiều bài viết liên quan đến những lùm xùm phát ngôn của nàng hậu Bình Định. Báo Hàn đưa tin về những tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi. Cụ thể, trang Now News đăng tải bài viết với tiêu đề Tức vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam khá ra ủng hộ nhiệt liệt. Tại sao? Trong bài viết này, tác giả đã tường thuật lại phát ngôn trong khi bạn bè đồng trang lứa dành thời gian để ngủ, chơi, uống trà sữa, đi cà phê của mọi người thì tôi đã tham gia cuộc thi Hoa hậu của Ý Nhi. Đồng thời bài viết đề cập tới cuộc tranh cãi giữa vận động viên bơi lội Kim Sơn và Hoa hậu Phương Lê về Ý Nhi. Cũng như sự việc nang hậu bị lập nhóm anti-fan lên đến hàng trăm nghìn thành viên bị khán giả đề nghị tước vương miện. Sau Now News, trang tin Darum, Seoul Newspaper tiếp tục đăng tải bài viết này và thu hút thêm phản ứng của cộng đồng mạng xứ Hàn. Đăng chú ý trong phần thể hiện cảm xúc dưới bài viết, đã có tới 939 người chọn cảm xúc phẫn nộ, áp đảo hơn hẳn so với những biểu tượng cảm xúc khác. Hay như trang tin để lại nhan đề, Hoa hậu thế giới Việt Nam có nguy cơ bị tước vương miện sau khi chế nhạo bạn cùng trang lứa. Bài viết cũng nhắc về những phát ngôn gây tranh cãi của Ý Nhi sau khi đăng quang. Trong bài cũng nhắc về việc Ý Nhi lên livestream khóc và xin lỗi khán giả, tuy nhiên vẫn chưa được bỏ qua. Điều gì đã xảy ra với cô gái 20 tuổi giành được vương miện hoa hậu thế giới Việt Nam? Khi các bạn chơi, tôi đã trở thành hoa hậu, hoa hậu Việt Nam coi thường đồng nghiệp cũng là một số tiêu đề được truyền thông Hàn Quốc đặt ra khi đăng tải những thông tin về Ý Nhi. Trong một diễn biến liên quan, nhóm anti-fan của Hoa hậu Ý Nhi với hơn 500.000 thành viên vẫn đang không ngừng tăng lên. Bàn về vấn đề này, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính Pháp cho biết, các nhóm anti-fan là mặt đối lập của các fan hâm mộ một nghệ sĩ, người nổi tiếng nào đó. Đây là hiện tượng xã hội là biểu hiện rất cụ thể của quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội, pháp luật không cấm. Đây còn là biểu hiện của dư luận đối với những người có sức ảnh hưởng đối với xã hội. Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh tuy nhiên nếu những người tham gia các hội nhóm này mất kiểm soát cảm xúc có những hành vi thiếu chuẩn mực đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận đặc biệt nếu người quản lý các hội nhóm này muốn lợi dụng đám đông để dẫn dắt dư luận theo chiều hướng xấu xâm phạm đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì sẽ là hành vi vi phạm pháp luật đồng thời cũng theo luật sư khi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội mọi người cần phải tỉnh táo không nên bị dẫn dắt bởi những thông tin chưa được kiểm chứng những admin quản lý các hội nhóm là người có trách nhiệm chính liên quan đến các thông tin của các hội nhóm fan hoặc anti fan đó nếu vì động cơ cá nhân hoặc thiếu kiểm soát thông tin mà biến các hội nhóm đó trở thành công cụ để thực hiện các hành vi đưa tin trái pháp luật thì người quản lý hội nhóm là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật luật sư đặng văn cường cho biết thêm những hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng hành vi bịa đặt vu khống hoặc những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác là những hành vi vi phạm pháp luật người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngoài ra theo luật sư này phân tích hiến pháp và pháp luật việt nam ghi nhận bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận tự do bày tỏ quan điểm thái độ của mọi người đối với các vấn đề xã hội pháp luật cũng không can thiệp đến thái độ tình cảm của công dân đối với những người khác bởi vậy một người có người yêu kẻ ghét là chuyện bình thường đặc biệt là với những người nổi tiếng những nghệ sĩ những người hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng đối với xã hội thì sẽ có nhiều người yêu cũng có nhiều người ghét Người nổi tiếng có anti-fan không phải là điều không tốt, nhờ có nhóm anti-fan mà họ sẽ thận trọng hơn, rút kinh nghiệm được nhiều hơn. Các nhóm anti-fan sẽ chỉ ra các lỗi, điểm khiếm khuyết mà người nổi tiếng đó cần để ý, nhận ra, sửa mình để phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, các nhóm anti-fan cũng có thể tạo ra những tâm lý cảm xúc tiêu cực cho nghệ sĩ, bị quy luật lây lan cảm xúc chi phối khiến họ bị cuốn đi, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Bởi những lời nói chỉ trích có thể như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng, tự ái của nghệ sĩ. Những người trong nhóm anti-fan cũng dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin tiêu cực, bị cảm xúc tiêu cực chi phối hoặc hoạt động theo định hướng xấu của người quản lý trang mạng đó nên có thể có những phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí sai trái gây ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của người nổi tiếng. Tiến sĩ luật Đảng Văn Cường cho rằng khen chê là quyền của mỗi người bình luận đánh giá cũng là quyền cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng khan chê để cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, xâm phạm bí mật đời tư cá nhân, bí mật gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bố Hoa hậu Ý Nhi bật khóc mong mọi người cho con gái có cơ hội được sửa sai. Thưa quý vị, giữa lúc Tân Hoa hậu Ý Nhi gánh chịu búa rìu dư luận, mới đây ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố ruột của Miss World Việt Nam 2023 đã lên tiếng. Ông cho biết, mình rất buồn khi con phải gánh chịu những chỉ trích quá nặng nề. Phụ huynh nàng hậu khẳng định bản thân con gái được dạy dỗ rất kỹ và ứng xử với mọi người từ trước đến nay đều chuẩn mực. Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đang là cái tên nóng nhất trên mạng xã hội. Trong quá khứ có không ít hoa hậu gặp những lùm xùm về phát ngôn, hành xử, chuyện cá nhân. Tuy nhiên, ở thời điểm mạng xã hội phát triển bùng nổ hiện tại, ý nhi gặp phải phản ứng dữ dội nhất khi xuất hiện nhóm anti-fan có số lượng lên đến hơn 500.000 người. Nguồn cơn khiến cư dân mạng phẫn nộ xuất phát từ những phát ngôn được cho là có phần vụng về của ý nhi trong chuyến gặp gỡ truyền thông sau khi đăng quang. Giữa tâm bão xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, gia đình của Miss World Việt Nam 2023 cũng nhận nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích. Người buồn nhất lúc này không ai khác đó chính là bố đẻ của Ý Nhi. Ông Huỳnh Tấn Nguyên, người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi ba người con gái. Ông đang sinh sống tại một thị xã miền núi cách trung tâm thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hơn 80 km. Qua lời chia sẻ của ông, nàng hậu sinh năm 2002 đã đi làm thêm từ năm thứ nhất đại học để phụ bố mẹ nuôi hai em, không phải tiểu thư cảnh vàng lá ngọc như những lời đồn thổi. Phụ huynh nàng hậu khẳng định bản thân con gái được dạy dỗ rất kỹ và ứng xử với mọi người từ trước đến nay đều chuẩn mực. Ông Nguyên bờ khóc cho biết Tôi cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu Nhưng thú thật tôi rất buồn Có một số bạn trẻ nhắn tin Có người cho lời khuyên Nhưng cũng có người nhắn nhiều lời khó nghe Ngoài tin nhắn vào Facebook thì không biết cách nào Một số bạn cũng tìm được số điện thoại cá nhân Để tiếp tục nhắn tin Bố ruột ý nhi chia sẻ, bản thân cháu nó nhỏ giờ sinh ra lớn lên ở vùng quê, hay cấp 3 thì cháu nó vô học đại học, cháu nó ít tiếp xúc với truyền thông bên ngoài, có thể trong lời ăn tiếng nói không được trọn vẹn. Tôi chỉ mong sao mọi người cả nước thương cho cháu, cho cháu có cơ hội sửa sai. Tôi tin ý nhi là một người tốt, chỉ là cháu còn non nớt trong phát ngôn trước báo chí. Bản thân tôi khi nói chuyện với một người lạ như bạn, tôi thú thật rất sợ. Còn cháu mới bước ra đời đi phỏng vấn, gặp gỡ nhiều bên như vậy, có thể là cháu đã sơ suất. Tôi mong mọi người có cái nhìn trọn vẹn vấn đề. Kể từ khi câu chuyện nhóm anti-fan của Ý Nhi bùng phát trên mạng xã hội, cuộc sống của gia đình nàng hậu ở quê xáo trộn không ít. Bố hoa hậu Ý Nhi cho biết nhiều hôm không ngủ được, rất buồn, lên giường và nghĩ về con gái là khóc. Từ đó đến giờ, cuộc sống của gia đình tôi chỉ trong huyện nhỏ này thôi. Tôi cũng chỉ có một công ty xây dựng nhỏ trong huyện. Tôi cũng không dám và chưa từng nghĩ gia đình sẽ đối diện với câu chuyện này. Tôi nghĩ tuổi cháu còn nhỏ dại, gia đình khi nghe tin vậy cũng buồn. Hiện tại tôi chỉ biết nói là kính mong bà con mọi miền đất nước thương yêu cháu, cho cháu một cơ hội sửa sai. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi. Bố của Hậu Ý Nhi nói rằng hàng xóm láng giềng bà con khi thấy sự việc như vậy cũng nhắn tin động viên an ủi gia đình ông. Họ bảo có nhóm anti gì đó nhưng ông cũng chỉ nghe thôi chứ không rõ lắm. Ông tâm sự lúc con đăng quang tôi mừng mà giờ như vậy tôi buồn lắm xem video hậu trường con khóc nhiều đêm tôi chảy nước mắt nhi biết tôi buồn nên nhắn tin động viên bố và các em giữ gìn sức khỏe từ sau khi ý nhi đăng quang đến nay ông chưa gặp được con gái hôm cô đăng quang gia đình cũng nán lại chụp hình để làm kỷ niệm nhưng do nàng hậu cũng đi theo đoàn của công ty gia đình cũng chưa được gặp chỉ có nhắn tin hỏi thăm con khi được hỏi về việc nếu ý nhi bị tước vương miện trong tương lai ông nguyên trả lời Riêng tôi thì chỉ thương con gái thôi, buồn cho cháu nhiều chứ biết gì hơn nữa. Huỳnh Trần Ý Như, 18 tuổi, em gái Ý Nhi tiết lộ, nhiều lần Hoa hậu từng làm cô buồn vì những câu nói gây hiểu nhầm. Cô biết chị gái không giỏi diễn đạt nên luôn kết thúc câu chuyện bằng lời xin lỗi ấp úng. Do đó cô mong khán giả có cái nhìn khách quan, chấp nhận lời xin lỗi từ chị gái. Cô cho rằng sự việc lần này là bài học để chị gái nhìn nhận mọi việc, rút kinh nghiệm từ những điều còn thiếu sót. Trái ngược với những lời đồn thổi trên mạng xã hội về gia thế của Hậu Ý Nhi, gia đình của Tân Hoa Hậu nằm trong khu tái định cư của một thị xã miền núi, cách xa trung tâm Quy Nhơn hơn 80 km. Theo lời ông Nguyên chia sẻ, đây là thành quả lao động mà nhiều năm gia đình dành dụng gom góp được. Bản thân Tân Hoa Hậu thi vào thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tự tìm việc làm thêm và phụ giúp bố mẹ nuôi dưỡng hai em. Bố của Ý Nhi chia sẻ bản thân ông không đi bước nữa để có thể dành trọn vẹn tất cả những gì mình có nuôi lớn ba cô con gái. Vâng thưa quý vị, tuổi trẻ nào mà chẳng đầy dại dột sai lầm, tuổi trẻ nào mà không đáng được bao dung, dù là tuổi trẻ của Hoa hậu. Đang qua ở tuổi 21, ý nhi còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm giao lưu truyền thông. Hy vọng sau một số loạt sự cố vừa qua, ý nhi có thể biến điều không may này trở thành lợi thế để chứng minh cho mọi người thấy. Hôm nay rất tệ, nhưng ngày mai sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn. Những thông tin mới nhất liên quan vụ ồn ào của Hoa hậu ý nhi sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.